Xin chào các bạn, mình là người rơi đẹp trai đây. Ngực của mình lại phát ra tín hiệu ánh sáng rồi. Đây là tín hiệu cầu cứu từ những người bạn của mình. Dường như là những người bạn của mình đang bị gặp nạn ở đâu đó rồi. Mình sẽ đi tìm và giải cứu cho những người bạn của mình nha. Ok. Wow các bạn ơi, mình đã tìm được vị trí của các siêu anh hùng bị gặp nạn rồi. Ở đây có 4 con quái vật rất là hung dữ và tàn ác đang dùng phép thuật phá hủy các siêu anh hùng của chúng mình ra. Ôi giời ơi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt 4 con quái vật và giải cứu cho các người bạn của mình nha. Wow các bạn ơi, hai con quái vật này nhìn rất giống bạn người xanh khổng lồ các bạn ạ. Một con quái vật người khổng lồ tím, một con quái vật người khổng lồ đỏ. Wow, lát mình sẽ tiêu diệt hai con quái vật này nha. Còn đây là con khổng long bạo chúa khổng lồ. Wow, đang gặp một cái đầu của bạn người nhện Spider-Man, một hàm răng rất là sắc nhọn các bạn ạ. Yeah, để mình xem sang con quái vật cuối cùng này nha. Đây là con quái vật Godzilla, răng và móng vuốt rất là sắc. Lưng có rất nhiều chiếc gai có độc các bạn ạ, một chiếc đuôi rất là dài. Yeah. Wow các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt con quái vật Godzilla này trước nha. Mình sẽ cho một đấm vào mặt nó để tiêu diệt con quái vật Godzilla này. Wow các bạn nhìn này. Yeah, một đòn thôi, con quái vật Godzilla cũng bị hạ gục rồi. Nằm lăn ra đất rồi. Lát mình sẽ mang về xích nó lại nha. Tiếp theo mình sẽ tiêu diệt sang con quái vật người khổng lồ tím này. Một cơ thể rất giống bạn người xanh khổng lồ. Tóc cũng làm tóc xoăn các bạn ạ, răng rất là trắng luôn. Wow, mặc một chiếc quần đùi màu xanh. Mình sẽ dùng đôi chân của mình để tiêu diệt con quái vật này nha. Mình sẽ đá thẳng vào mặt nó. Wow, các bạn nhìn này, bốn đá thôi cũng nằm lăn ra đất rồi. Yeah, mình sẽ tiêu diệt sang con quái vật thứ ba này nha. Một con quái vật người khổng lồ đỏ. Con quái vật này thì mình sẽ dùng chiếc đầu này để tiêu diệt nó nha. Yeah, cũng bị nằm gục ra đất rồi. Đây là con quái vật cuối cùng, khổng long bạo chúa. Wow, rất là to các bạn ạ. Con quái vật này mình sẽ phải dùng đến đôi chân của mình để tiêu diệt. Mình sẽ đá thẳng vào mặt nó nha. Yeah, một đòn thôi cũng bị nằm gục ra rồi. Cây đầu của bạn người nhện đã bị văng ra rất là xa. Mình sẽ lấy lại để nát nắp giáp cho bạn người nhện nhé. Yeah, mình sẽ để đây. Bốn con quái vật đã bị mình tiêu diệt hoàn toàn rồi, không có thể chiến đấu được tiếp. Bây giờ mình sẽ đi nắp giáp cho các siêu hùng nha. Yeah, một bạn người xanh khổng lồ bị rời chiếc đầu ra các bạn ơi. Bạn người xanh khổng lồ bị thương ít nhất các bạn ạ. Còn các siêu hùng khác thì bị phá hủy rời rạc hết ra rồi. Mình sẽ nắp giáp cho bạn người xanh khổng lồ trước nha. Wow, mình đã nắp giáp lại cho bạn người xanh khổng lồ rồi. Để mình kiểm tra sức mạnh của bạn người xanh khổng lồ nhé. Wow, sau khi được nắp giáp thì bạn người xanh khổng lồ đã tự khôi phục lại sức mạnh rồi. Các bạn nhìn kìa, một ánh sáng ở bụng rất là mạnh, phát ra âm thanh cũng rất là mạnh luôn. Yeah, lại có thể chiến đấu được tiếp rồi. Bây giờ mình sẽ để bạn người xanh khổng lồ ở đây để canh giữ các con quái vật nhé. Để mình đi nắp giáp cho các siêu anh hùng. Wow, các siêu anh hùng này thì rời rạc hết ra rồi. Một mảnh ghép có một chú nhện ở trước ngực của bạn người nhện Spider-Man nhá. Một đôi chân rất là dài.
hai cánh tay của bạn người nhện và một chiếc đầu của bạn người nhện. Đây là các bộ phận của bạn người nhện nhá, mình để riêng ra để nát nắp ráp. Tiếp theo là một chiếc khiên, một chiếc đầu của bạn đội trưởng Mỹ nha, một chữ A ở trên trán rất là đẹp, mình cũng để riêng ra cho bạn đội trưởng Mỹ nha. Và hai cánh tay, hai chiếc chân của bạn đội trưởng Mỹ này, còn thiếu mảnh ghép phần ngực thôi. À đây rồi, đây chính là mảnh ghép phần ngực của bạn đội trưởng Mỹ. Wow, còn đây còn những chiếc đai của bạn đội trưởng Mỹ nữa nha. Yeah, tiếp theo là các bộ phận của bạn thần sấm thoa, hai chiếc chân, hai cánh tay, hai mảnh ghép phần lưng và phần bụng và một chiếc đầu với mái tóc rất là dài, râu quai nón rất là đẹp các bạn ạ. Yeah, đây là ba bộ phận của ba siêu anh hùng nhá, mình đã phân chia ra rồi. Bây giờ mình sẽ đi lắp ráp lại cho ba siêu anh hùng này nha. Wow các bạn ơi, đây là một mảnh ghép của bạn người nhện Spider-Man nha, có hình chú nhện màu vàng ở trước ngực rất là đẹp, mình sẽ lắp ráp cho bạn người nhện trước nha. Yeah, mình sẽ tháo ra và lắp ráp những cánh tay cho bạn người nhện. Đây là một cánh tay chuyên dùng để bắn tơ các bạn ạ. Mình sẽ lắp ráp những cánh tay cho bạn người nhện trước, sau đó sẽ lắp ráp sang những chiếc chân nha. Đây là chân của bạn người nhện, chân của bạn người nhện rất là dài và thẳng các bạn ạ. Yeah, đã lắp ráp được hai chân hai tay rồi. Tiếp theo là mảnh ghép phần lưng nha. Wow, đã lắp ráp được các bộ phận rồi, còn thiếu chiếc đầu thôi, một chiếc đầu với hai mắt phát sáng rất là đẹp. Yeah, các bạn nhìn này, mình đã lắp ráp hoàn thiện cho bạn người nhện Spider-Man rồi, để mình kiểm tra xem nào. Tay lại có thể hoạt động như bình thường rồi, xoay 360 độ luôn. Chân của bạn người nhện thì rất là dẻo các bạn ạ, xoay các hướng luôn, wow, đã trước đã sau các kiểu luôn. Yeah, bây giờ mình sẽ để bạn người nhện về nhà nghỉ ngơi để khôi phục lại sức mạnh nha. Wow các bạn ơi, đây là mảnh ghép của bạn thần sấm thoa nha, một chiếc áo giáp với những chấm vàng rất là đẹp, mình sẽ lắp ráp cho bạn thần sấm thoa. Một chiếc tay bên trái, mình sẽ lắp sang bên trái trước nha. Tiếp theo là một chiếc tay bên phải. Yeah, bây giờ mình sẽ lắp ráp sang những chiếc chân nha, một chiếc chân màu đen. Wow các bạn ơi, mình đã lắp ráp được hai chân hai tay rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp sang phần đầu nha. Yeah, một chiếc đầu, tóc rất là dài, râu quai nón rất là đẹp các bạn ạ. Mình sẽ lắp chiếc đầu này, sau đó lắp sang mảnh ghép phần lưng nha. Yeah. Wow các bạn ơi, mình đã lắp ráp hoàn thiện cho bạn thần sấm thoa rồi. Chân tay lại hoạt động như bình thường, chân đá trước đá sau các kiểu luôn. Wow, cây búa thì đã không thấy đâu rồi, lát mình sẽ tìm lại cây búa cho thần sấm thoa nha. Yeah. Wow các bạn ơi, đây là mảnh ghép phần ngực của bạn đội trưởng Mỹ nha, một ngôi sao ở trước ngực rất là đẹp, mình sẽ lắp ráp cho bạn đội trưởng Mỹ. Đây là một cánh tay, một cánh tay bên phải, mình sẽ lắp sang bên phải nha. Tiếp theo là một cánh tay bên trái. Yeah, đã lắp ráp được hai tay rồi. Đây là chân của bạn đội trưởng Mỹ nha, một chiếc chân với đôi ủng phép thuật rất là đẹp. Yeah. Wow các bạn nhìn này, đã lắp ráp được hai chân rồi. Tiếp theo là mảnh ghép phần đầu nha, một chiếc đầu với chữ A trên trán rất là đẹp. Yeah, đây là mảnh ghép phần lưng nha, mình sẽ lắp ráp mảnh ghép phần lưng cho bạn đội trưởng Mỹ. Wow, đã xong các bộ phận chân tay rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp sang những chiếc đai nha. Đây là một chiếc đai ở bụng, mình sẽ lắp chiếc đai này trước. Yeah, tiếp theo là đến những chiếc đai ở trên vai nha. Một đai đã được lắp ráp thành công, đây là chiếc đai bên trái. Wow, mình đã lắp ráp được xong những chiếc đai rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp lại chiếc khiên cho bạn đội trưởng Mỹ nha. Một chiếc khiên, mình sẽ lắp ráp vào phần lưng. Yeah, các bạn nhìn này, mình đã lắp ráp hoàn thiện cho bạn đội trưởng Mỹ rồi. Chân tay lại hoạt động như bình thường, đầu xoay các hướng luôn. Yeah, bây giờ mình cũng để bạn đội trưởng Mỹ về nhà nghỉ ngơi nha, để khôi phục lại sức mạnh, để có thể sẵn sàng đi chiến đấu được tiếp.